Chị đã đoán nhẹ nhất có thể là cố đây. Em đi nào chỗ khác em khác luôn á. Cố đây nha. Thế sao? Dứt là thì phát đại lao lắm em mới dứt được. Chị hồi trước chị cũng không dứt được. Không không bố, bố xa thôi chứ không có bố. Bố thì còn ý nghĩa gì nữa, em thấy cái gì có lực mạnh đâu. Bố thì còn ý nghĩa gì nữa, bố thì họ vẫn đau, nó thấy chưa? Thì lùng điểm gà gì đâu có bố. Không có bố má, chỉ như là tạo điểm gà thôi. Giờ mới bố xí nè, bây giờ mới bố xí nè. Rồi nhỏ. Đó. Giờ bắt đầu mụn ẩn đây này nè. Đó. Đó. Câu này nó chữ đau giống khẽ nè. Ngủ như nó hơi đau tí em.
Những người ta làm 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 sao mấy cái chỗ này nó đau tí mà lái thôi cho nó sạch chứ không thôi là nó tao làm đi em tao làm rồi dạ quá một cái một lần nữa nè tôi khó nè gần sang cái chỗ này rồi